À, đây con đường vô nè cô chú anh chị, con đường vô ha, đường vô ngay đó đường chính nhà nước nha. Đây cái trục đường này tới 10 giờ mét nha cô chú anh chị, thì nó vừa qua đám bắp nè. Thì nó sẽ có một cái khu nhà như thế này. Đó, một cái khu nhà như thế này nha. Thì bên mình đang bán nha cô chú anh chị. Nhà giá rẻ nha cô chú anh chị, giá rẻ nhất cho cô chú anh chị luôn. Nhà chủ đầu tư xây dựng bán xe ô tô đến tận nhà nè. Trong đây thì khoảng mười mấy nhà rồi, người ta ở dãy này thì 22 căn. Thì khoảng 13 14 căn là người ta đã về ở rồi nha. Dân cư ở rất là đông, những cô chú anh chị này thì đi xem rất là nhiều nhà ở khu vực cầu lớn rồi nè. Nhưng mà đi cái khu này là nó đẹp nhất, nó đẹp nhất và dân cư đông, đường xá lớn ha. Xe đến tận nhà. Đó thì cô chú anh chị nào quan tâm cái khu nhà này thì liên hệ lại em. Thì em sẽ bán cho cô chú anh chị với cái mức giá trừ trực tiếp chủ đầu tư không qua môi giới nha. Vẫn còn căn gốc hai mặt tiền nha cô chú anh chị, vẫn còn căn gốc hai mặt tiền. Cô chú anh chị nào muốn mua thì mình liên hệ nha. Kế bên đây là cái biệt thự nè cô chú anh chị. Cái biệt thự nè, cái dãy nhà này em quay rất là nhiều luôn, tại vì bên em là chủ trực tiếp chủ em bán nên em quay chỉ có một dãy này nên cô chú anh chị thấy là chuyện bình thường nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, đây là cái đường đi ra ngoài ha. Rồi, bây giờ cô chú anh chị nào mà quan tâm dãy nhà này thì bên em có chương trình tặng cho cô chú anh chị nội thất 30 triệu, tặng vàng cho cô chú anh chị. Đồng thời bán cái giá rẻ nhất, cam kết là rẻ nhất luôn. Chỗ nào rẻ em bán rẻ hết cho cô chú anh chị, tại vì mình là chủ cô chú anh chị. Đây nè ha. Tại vì dãy này em cũng có gửi cho một số cò rồi một số sàn môi giới để người ta bán ha. Đó, và mình cũng trực tiếp mình bán luôn. Nên cô chú anh chị nào quan tâm thì mình cứ liên hệ em ha. Bây giờ em sẽ quay cái đường ra để cô chú anh chị mình xem nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ mình quay ra nè. Đây, ra tới con đường này luôn ha. Đường xe buýt 85 chạy ngang. Đường này là lộ giới 10 mét nha. Bên nhà nước người ta làm để ta lên khu đô thị mới á. Đây, lộ giới 10 mét nè. Đó, đây đường phía trước nhà. Đường nhà nước rất là rộng rãi. Rất là rộng rãi luôn. Đấy. Rồi khu nhà nè. Đó rồi, chú anh chị thấy khu nhà ha. Đi vô trong đây. Vô đây rồi tới khu nhà. Rồi, quan tâm thì gọi em nhé. Giá chính chủ rẻ nhất cho cô chú anh chị.